Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 chiếc đồng hồ Rolex Daytona ấn tượng tại Gia Bảo Luxury. Được giới thiệu vào năm 1963 thì Daytona đã trở thành một biểu tượng gắn liền với tên tuổi và tính năng trong giới mô tô thể thao khi xuất hiện trên cổ tay của rất nhiều người nổi tiếng. Sở hữu thiết kế trường tồn với thời gian cùng nhiều tính năng phức tạp, các phiên bản đồng hồ Rolex Daytona luôn là niềm mơ ước của những người đã chót dành tình yêu với đồng hồ. Thấu hiểu được điều đó thì Gia Bảo Luxury xin giới thiệu đến bạn đọc top 5 chiếc đồng hồ Rolex Daytona ấn tượng với phong cách đẳng cấp, sang trọng. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 11659 mặt số xanh. Vẫn là thiết kế truyền thống từ phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 1963, thì phiên bản 116509 mang diện mạo mạnh mẽ và đầy khỏe khoắn. Sở hữu bộ vỏ bằng vàng trắng 18K với kích thước 40mm cùng dây đeo Oyster khỏe khoắn, chiếc đồng hồ còn có vành bezel cố định với thang đo vận tốc bằng vàng trắng, được đánh bóng loáng với các chữ số Latin màu đen nổi bật, là công cụ cực kỳ hữu ích cho các tay đua hiện nay. Cung cấp năng lượng cho đồng hồ là bộ máy Automatic 4130, được trang bị dây tóc xanh Parachrome thuận từ cùng Rotor Perpetual 2 chiều đảm bảo độ chính xác cho bộ máy ở mức cộng trừ 2 giây trên ngày ở bất cứ vị trí nào với mức dự trữ năng lượng kéo dài 72 giờ đồng hồ. Đồng hồ có giá bán là 872 triệu đồng, một mức giá khá hợp lý cho chiếc đồng hồ ấn tượng. Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 11589 SACI là một trong những tuyệt phẩm thời gian độc đáo của nhà Rolex. Chiếc đồng hồ mã hiệu 11589 SACI là phiên bản đồng hồ khác biệt thiết kế Daytona truyền thống với các chất liệu quý hiếm tuyệt đẹp. Thay thế cho thang đo tachymeter đặc trưng ở vành bezel là hệ thống đá quý sapphire có màu xanh cực kỳ bắt mắt. Mặt số khảm chai trắng phản chiếu ánh sáng đầy mê hoặc cùng dây đeo bằng da cá sấu tông sượt tông cho đá sapphire làm tăng độ hoàn mỹ cho sản phẩm. Trái tim của tạo tác này là bộ máy 4130, sở hữu thành tựu vượt trội đáp ứng mọi tiêu chuẩn của đồng hồ Thụy Sĩ thế kỷ 21. Hiện chiếc đồng hồ này đang được bán với mức giá 2 tỷ 246 triệu đồng, là phiên bản đắt đỏ nhưng cực kỳ ấn tượng và đem lại sự đẳng cấp cho những chủ nhân sở hữu. Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 11688 TBR Eye of Tiger. Mệnh danh là con mắt của mãnh hổ, tuyệt phẩm phiên bản số 11688 TBR là sự lựa chọn tuyệt vời cho những tín đồ đồng hồ đam mê tốc độ và sự mới lạ, phóng khoáng. Điểm hấp dẫn nhất trên đồng hồ này là mặt số đồng hồ vân sọc lấy cảm ứng từ diện mạo hùng dũng của mãnh hổ. Nổi bật với tông màu đen vàng cùng số lượng đá quý nạm trên vành bezel, phiên bản này thực sự là trải nghiệm đầy mạo hiểm và hấp dẫn không kém những siêu phẩm thời gian nổi tiếng. Mặt số đồng hồ nổi bật với vân vàng được phủ kim cương li ti xen kẽ với phần sơn mài đen, ba mặt số phụ bằng vàng với những tia tròn đồng tâm tạo nên sự chuyển sắc khác biệt. Với số lượng giới hạn, chiếc đồng hồ này đang có mặt tại Gia Bảo Luxury với giá bán 3 tỷ 110 triệu đồng. Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 11589 SALV mặt số thiên thạch. Thiên thạch vốn là chất liệu chế tác đồng hồ quý hiếm và đắt đỏ hàng đầu trong ngành đồng hồ thế giới. Sở hữu bộ ba chất liệu quý giá của thương hiệu là vàng trắng từ bộ vỏ khung, mắt số thiên thạch và 24 viên đá ruby hồng sang trọng trên vành bezel. Tạo tác thời gian này mang vẻ đẹp hoàn mỹ, ít có mẫu đồng hồ nào sánh kịp. Có kích thước 40mm phù hợp với cổ tay quý ông Việt Nam, chiếc đồng hồ với dây đo da tông sượt tông với màu đá quý càng làm tăng vẻ đẹp hào nhoáng đẳng cấp. Phiên bản này cũng sở hữu bộ máy Chronograph hiện đại 4130 đặc trưng cho đồng hồ Rolex Daytona. Hiện phiên bản này có giá bán là 3 tỷ 246 triệu Việt Nam đồng với số lượng cực kỳ giới hạn. Và cuối cùng là đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 11695 ABOW mặt số đen. Một trong những siêu phẩm đặc biệt của bộ sưu tập Rolex Daytona đang có mặt tại cửa hàng Gia Bảo Luxury là chiếc đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona 11695 ABOW mặt số đen cực kỳ ấn tượng. Điểm đặc biệt của mẫu đồng hồ này nằm ở thiết kế hoàn mỹ. Bộ vỏ đồng hồ Daytona phiên bản 11695 ABOW được làm từ vàng hồng Everose, nét quyến rũ đặc thù đến từ nhà sản xuất Rolex. Sự đẳng cấp của mẫu đồng hồ được Rolex tiếp tục gia tăng thêm bội phần nhờ các loại đá quý được đính bên trên có bề mặt được cắt gọn gàng, xếp đều trên vành bezel từ vàng, tạo nên sắc vàng cầu vồng ấn tượng.
Mặt số đồng hồ có nền màu đen và ba mặt số phụ được chế tác từ tinh thể vàng hồng gold crystal nên có vân họa tiết độc nhất vô nhị. Phiên bản Rolex Cosmograph Daytona 116595 RBOW đang có mức giá cao nhất trong top 5 là 6 tỷ 700 triệu Việt Nam đồng. Một mức giá quá cao so với tưởng tượng của nhiều tín đồ, nhưng đồng thời đây cũng là phiên bản được giới mộ điệu đánh giá cao cả về chất lượng lẫn mẫu mã. Top 5 chiếc đồng hồ Rolex Daytona ấn tượng tại Gia Bảo Luxury thực sự là những siêu phẩm mà bất cứ ai trong chúng ta khi chiêm ngưỡng cũng không khỏi mê mẩn và bị hấp dẫn. Hiện 5 siêu phẩm này đã có mặt tại Gia Bảo Luxury. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm sử dụng và tận hưởng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với Gia Bảo Luxury.